Xin chào mọi người, hôm nay rất vui được giới thiệu với mọi người văn phòng nha khoa Smile Corners. Văn phòng ở đường Peachtree, exit 104. Người xưa có câu, cái răng cái tóc là gốc con người. Đi làm tóc thì vui mà làm răng thì lại rất e dè. Biết được điều đó nên văn phòng đã cố gắng làm mọi thứ để cho những khách hàng khi mà bước tới cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Văn phòng có hỗ trợ 5 ngôn ngữ khác nhau. Khách hàng có thể ngã lưng xem phim trong lúc bác sĩ clean răng và làm đẹp cho mình. Với công nghệ chụp X-ray và máy scan 3D tiên tiến, giúp bác sĩ có thể chẩn đoán và điều trị răng dễ dàng, nhanh chóng và chính xác hơn. Ngoài những dịch vụ như clean răng, điều trị và chăm sóc răng, văn phòng còn có những dịch vụ làm đẹp như răng sứ và niềng răng trong suốt. Đừng ngần ngại gọi phone và đặt lịch hẹn với Smile Corners để có được một nụ cười đẹp từ trong ra ngoài. Come see us. 欢迎你来到我们的诊所. Bienvenidos a nuestra clínica. Chào chị quay, 欢迎我们的. Chào mừng quý khách đến với văn phòng.